Khi mình như thế thì khó lắm. Cho nên bây giờ tôi nghĩ các vị hãy tập tha thứ với nhau đi. Tức là trước hết chúng ta tha thứ những chuyện nhỏ thôi. Bây giờ trong pháp tu, ví dụ như lỡ ai ngồi nhầm chỗ, chúng ta xét lại chúng ta thấy trong lòng mình sao? Khó chịu không? Nếu chúng ta thấy mình khó chịu thì chúng ta nên nhớ rằng đây là những ý niệm không tha thứ bắt đầu xuất hiện. Mình nhường nhau một chỗ ngồi, nhường nhau chỗ đứng, không có gì để bận tâm và không có gì quá đáng cả. Bình thường, cái đó là bất đắc dĩ, chứ không phải là nói như vậy có nghĩa là mai này cố tình đi thử người ta cái kiếm chỗ của người ta ngồi vô hoài đi. Xin thưa các vị, cái này nói mang tính cách lỡ bất đắc dĩ mà có như vậy thì chúng ta trắc nghiệm mình nha. Chứ không phải nói như vậy để các vị đem đi thử nhau ha. Đừng chơi kiểu đó, nó cũng tội lắm à. Thành ra khi chúng ta mà có cái lòng tha thứ á, thì chúng ta dễ giải quyết trước mỗi cái thực tế lắm. Gặp phải chuyện gì đó chúng ta cũng là tha thứ và chúng ta dễ lắm, thoải mái lắm. Nhưng mà chỉ hai người cố chấp là khác á. Cho nên ở trên cuộc đời này, nếu mong mỏi rằng tất cả mọi việc đều nông chiều theo ý mình là sai nha các vị. Có một cái email, cái cô này của Đồng Tháp, cô gửi lên cô hỏi tôi. Cô nói thưa thầy, nghe lời thầy giảng con tu theo cái gì con tu cũng được. Nhưng mà tại sao mấy tháng nay con có một cái mà con tu không được, đó là con nổi sân. Thì khi cổ diễn tả lại cái cách mà cổ để nổi sân mà cổ không kiềm chế được á, thì nó đơn giản như vậy nè. Trong gia đình cổ có bốn chị em, ai cũng có gia đình, chỉ riêng cổ là không có gia đình, cổ là người Úc. Thì cái người chị cả đó có gia đình và đã thôi chồng từ năm 29 tuổi và về ở sống chung trong nhà. Thì ban đầu cũng khó khăn, thì mẹ, ba và cô này cũng giúp đỡ đùm bọc chị. Và sau này khi chị có cuộc sống khấm khá hơn thì chị cũng là người rất là tốt, chăm sóc lo cho cha mẹ và các em. Thì nói chung một gia đình nêu ra như vậy thì chúng ta cảm thấy tốt rồi. Thì bên cạnh đó thì cô này nói là cổ thường tu học, tức là nghe những bài giảng của tôi hay là các thầy, rồi cổ thường đọc kinh tu tập sau đó, thì cổ cũng hướng dẫn chị của cổ học tu. Và năm nay chị của cổ là 49 tuổi rồi. Thì bây giờ cũng học tu như vậy, kêu ăn chay chị cũng ăn chay, ở đâu làm phước bố thí cổ cũng bố thí, kêu thỉnh thoảng đi chùa lễ Phật cổ cũng đi chùa lễ Phật. Nói chung chị này là như vậy. Nhưng mà chỉ có một điều là cổ nói là bây giờ ở tại cái nơi của cổ đó có một cái dạng gọi là uống trà tán gẫu á mà. Chiều chiều cái là hay đi uống trà tán gẫu. Thì cổ nói là cổ không ưa cái chuyện này. Mà cái chị này nó ngày nào xong công việc rồi chiều cũng đi tắm rửa cái tập bè tập bạn với mấy người đó để tán gẫu. Thì cô này cổ chịu không nổi, mà lần nào về cổ nhắc thì người chị cũng không có nghe. Mà nhắc nhiều lần như vậy không nghe, nhưng mà cổ là em cho nên nói cũng tế nhị, không nghe cái rồi quạo lên. Cho nên là khi quạo lên rồi là thấy chị mình làm cái giống gì cũng hờn, cũng mát, cũng giận, cũng trách móc. Và cổ nói là cổ biết đây là tật xấu, nhưng mà chị làm cái điều đó cổ thấy cổ không hài lòng, cho nên là bây giờ cổ không thể tu nổi với cái này. Tức là cái sân cứ hoành hành hoài tu không nổi. Thì cổ nói là cổ trình bày với tôi để cho nghĩ rằng cái việc đó tôi có cho một ý kiến như thế nào. Tôi mới nói cái này lỗi không phải lỗi tại chị cô, mà lỗi tại cô đó. Nếu căn cứ trên nguyên tắc chị cô có quyền tự do làm bất cứ những việc gì mình muốn, nếu chuyện đó không vi phạm pháp luật và không vi phạm đạo đức, mình không buộc chị mình phải sống giống như mình. Mình thích tu học ở nhà, mình tụng kinh niệm Phật, rồi mình bắt chị mình cũng làm giống y chang như mình. Không làm thì mình sân giận, mình đố kỵ, mình ghét bỏ, mình tức hờn như vậy. Cái đó tại mình. Cái này không đáng để chúng ta phải đau khổ. Tôi mới nói gì các vị vậy? Cô hãy xét lại chính mình. Chị mình cả một đời, mấy mươi năm, cho dù là thôi chồng nhưng mà về sống chưa làm tổn thương danh giá gia đình mà. Thì chiều thỉnh thoảng chỉ đi chơi vậy, cái đó là niềm vui riêng của họ. Đi chơi nói chuyện, cho dù là chuyện đó chuyện xàm, nếu ai ý thức được hơn thì hạn chế, hoặc là ai ý thức được hơn thì ở nhà. Còn nhiều khi thì không có nghĩ gì, chuyện đó chuyện vui vẻ thôi, thì chuyện đó cũng rất là bình thường.
Nhưng mà cổ nói là vì đi như vậy đó, người ta sẽ đánh giá mình là mang tiếng này kia kia nọ. Tôi nói cái đó là tại mình nghĩ thôi. Tôi nghĩ chị cô biết cổ làm gì mà. Cho nên đôi khi nhiều khi cổ không nghe là do mình quá đáng. Cho nên ở đây sự bực tức, sự giận hờn, sự đau khổ này là do mình tự nghĩ và mình gây ra. Cho nên theo ý thầy, cô nên tôn trọng những cái gì riêng tư của chị. Nếu cái đó không có tội lỗi thì đừng vội can thiệp và đừng can thiệp sâu như vậy. Nếu mình cảm thấy thương chị hay là mình cảm thấy việc đó nên tốt hơn thế này thế kia thì trao đổi với chị cho chị hiểu thôi. Nhưng mà chị làm hay không là quyền của chị. Không vì chuyện đó mà để mất tình đoàn kết chị em chung trong một gia đình và cảm thấy cái tình yêu thương nó giảm sút như vậy. Cái này là tại tự mình tạo ra. Thành ra ở đây, sau cái câu chuyện này, tôi muốn nói với các vị là có những cái rất đơn giản như vậy mà chúng ta lại đem đến khổ đau. Bực bội, giận tức từ những chuyện quá vặt vãnh như vậy. Cho nên tôi mới nghĩ rằng trong cuộc đời, ý là một người có tu học như vậy. Mà nếu con người mình không nhìn nhận thấu đáo một vấn đề và con người mình không cởi mở và thông cảm á, thì tôi nói thật với các vị, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm khổ nhau được. Cho nên đời người ta nói là gì? Thương nhau thì cao sáo làm sao? Bổ ba. Ghét nhau thì sao? Cao sáo bổ ra làm 10. Thương thì gán che đậy lại ha. Ghét rồi cô gán xé ra cho nó nhiều. Cá tính mình là như vậy đó. Vậy mà con người của mình á, chỉ chẳng qua có một điều là mình không nhận ra mình các vị. Tôi nói thật với các vị là như vậy đó. Mình không có nhận ra được chính mình. Cho nên nó mới có những cái vấn đề như vậy xảy ra. Cho nên trong cuộc đời này các vị, cái cơ hội chúng ta gặp nhau được nhiều không? Và có ai tồn tại cả hàng thế kỷ trên cuộc đời này để gặp nhau mãi hay thế này thế kia không? Cơ hội ít lắm. Và một lần chúng ta gặp như thế này, chắc gì ngày mai gặp lại. Chắc gì 5 năm, 10 năm, 20 năm sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Vậy mà trong những lúc đó, chúng ta không ban tặng cho nhau được những gì để đem đến kỷ niệm đẹp, để nhớ mãi, mà chúng ta lại không khéo trong những phút giây gặp như thế, chúng ta trở nên thù hận và làm khổ nhau để kéo thêm các cái quan trái trong cuộc đời. Cho nên Tôn Ngữ Hỷ Khương có một bài thơ mà tôi nhớ hoài, nó là bài thơ rất là hay đó. Ta nói là gì? Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi. Cái gì nữa? Lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Có nghĩa là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Có nghĩa là chúng ta có cơ hội nào gặp nhau như thế này, cùng tu, cùng học, cùng chung một lý tưởng, thì ở đây chúng ta cứ vận dụng những lời dạy của Đức Phật, tùy sự giác ngộ cao thấp của mọi người mà nó có chữ nhường nhịn, chia sẻ với nhau ít nhiều trong mỗi vấn đề, chứ không có riêng gì hết. Ví dụ người này giác ngộ nhiều hơn thì có thể rộng lượng tha thứ hơn, người này mới tu học ý thức được việc đó ít thì người ta cởi mở ít, cái việc đó là chuyện bình thường. Và chính chỗ đó chúng ta phải trân trọng từng phút giây trong cuộc đời là vì vậy. Cho nên không khéo chúng ta làm khổ nhau nhiều hơn là trời làm khổ. Tôi đã từng nói ha, thiên tai, thảm họa, tất cả mọi thứ, động đất, nhiều thứ đó đó, nó đem đến đau khổ cho con người, có chứ không phải không. Đó là quy luật tự nhiên. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó nó chưa nhiều bằng chính con người làm khổ nhau, nó khủng khiếp hơn nhiều. Nếu trên cuộc đời này không có sự tu học thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta thấy được cái khuyết điểm này. Mặc dầu nhà đó, nhà này cách nhau có một vách, thậm chí hai nhà chung một vách, mà nếu có bất cứ một vấn đề gì không hiểu và không thông cảm, thật sự nhà chung vách nhưng mà 10 năm chưa bao giờ nói nhau một lời. Đó là sự thật thường xảy ra. Tôi nhớ tôi đọc trong một cái quyển sách, dường như là cái quyển Hạt Giống Tâm Hồn. Đó là một câu chuyện của một vị giáo sư trường đại học mỹ thuật. Một hôm đó, ông đem vô trong lớp một cái bức tranh
của một cái danh họa người Tây Ban Nha, đó là Goya. Và ông treo lên trên bục giảng. Thì cái bức tranh đó, nó là một cái cảnh hai người đang cầm dùi cui để đánh nhau trong một cái nơi sa mạc như thế. Và ông mới hỏi với các học trò của ông, là ông hỏi là: này các em, cái bức tranh này nó nhằm phản ánh điều gì mà danh họa nổi tiếng của người Tây Ban Nha muốn gửi gắm đến với chúng ta? Thì các học trò nó tranh nhau, nó nói, đứa thì nói là đó là bức tranh nói lên đấu tranh để sinh tồn, đứa thì nói là con người muốn vươn lên thì phải có sự chiến đấu. Nhiều ý tưởng khác nhau xảy ra để nói về bức tranh đó. Thì vị giáo sư đó, ông chỉ cười, ông nói rằng các em hãy nhìn kỹ lại bức tranh. Khi các em nhìn bức tranh, các em cứ thấy là hai nhân vật này đang đánh nhau, mà các em không nhìn những cái xung quanh nó là cái gì. Thật ra cái thâm thúy ở trong bức tranh đó, nó không phải chỗ ở hành động đánh nhau, mà nó thâm thúy ở cái chỗ này. Một buổi trưa, trời quang mây tạnh, không có một áng mây, nhưng mà hai người này đang đánh nhau. Và điều đặc biệt là hai người này đang lún vào cát, đó là trời đang bão cát. Có nghĩa là cát đã dâng lên, hai người này đã tới đầu gối. Hai cái người này không để ý rằng cát đã dâng lên tới đầu gối, và một lát nữa đây cả hai đều chết trong bão cát này. Nhưng mà bây giờ cả hai đang tranh với nhau và dùng dùi cui để quyết hạ gục nhau cho được. Bức tranh nói lên điều đó với chúng ta trong cuộc đời. Có nghĩa là trong cuộc đời chúng ta, đời là vô thường, thế giới là vô thường, mọi thứ đều có thể xảy ra bên cạnh cuộc đời. Vậy mà chúng ta không tận dụng các thời gian để làm việc tốt, để sống cho nhau, để hy sinh, để làm cái gì cho cuộc đời đó, mà chúng ta tận dụng thời gian đó để tranh giành, để cướp đoạt, để hơn thua. Và hơn thua để làm gì? Cuối cùng chúng ta cũng nằm chết với ba tấc đất và không mang theo được thứ gì. Nhưng mà trái lại chúng ta là như vậy. Ví dụ bây giờ nhìn cái cơn mà gọi là sóng thần vừa rồi tại Nhật Bản, không bao giờ một người Nhật nào biết rằng mình không đầy 5 phút không còn có mặt trên cuộc đời. Không bao giờ ai nghĩ tới điều đó. Nhưng mà những cái clip video mà mới nhất trên báo đăng gửi đến đó, mình nói thật sự á, mình coi phim như thế nào thì mình không ngờ rằng nó là một chuyện thật. Các vị có tưởng tượng rằng nước nó dâng như thế này, nước nó cao chừng này mà con người chúng ta chừng này, nó lùa nhà cửa xe cổ mà nó giống như tấm giấy nó bay bay mặt nước vậy thôi, huống chi là bản thân chúng ta. Mà có những người chạy đâu có nổi nữa, tức là nước đuổi sát bên rồi. Rồi con người chúng ta, tôi nói thật sự, quay lại chúng ta thấy rằng các cái xe, cái nền, nó cứ cuốn con người, nó cứ lắp vô vậy nè. Con người cứ chạy rồi bắt đằng sau nó lắp tới vậy nè, cứ lắp cuốn vô. Tức là mình thấy rất rõ luôn. Và người này đang chạy nhưng biết rất rõ là nước sát bên mình, và mình không thể tồn tại cho dù 30 giây. Sát bên người coi như chạy hết nổi rồi, bò luôn vậy đó. Tức là tôi nghĩ cái này khi con người khủng hoảng quá chạy không nổi. Quay những cái đó con người chạy một cách phản ứng yếu ớt lắm các vị. Coi lại mình lại thấy, mình tưởng như là chuyện trong phim. Nhưng mà con người chúng ta, nếu trước đó việc đó chưa xảy ra thì một lời chúng ta cũng không nhường nhau nữa. Thông thường là chúng ta vậy. Nếu ai cũng biết rằng con người của mình đời là vô thường thì chắc là mình dễ san sẻ và nhường nhịn nhau lắm. Còn nếu mà chúng ta không biết được điều đó thì chúng ta cứ tranh giành, cứ thế này thế kia, được không được thì thôi, ăn không được cũng phá cho hôi, chẳng ai chịu nhường ai tí nào, từ chén cơm bát gạo, rồi trong mối tương quan, lời nói, việc làm này kia cái nọ. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là sự chia sẻ này như một sự nhìn nhận để ứng dụng tu tập. Phải nhận ra được mình từng chút một. Còn không nhìn nhận ra thì các cái tư tưởng này, ý niệm này nó gặm nhấm hoài trong con người của mình. Rồi ngu khôn dại khờ này nó làm cho con người mình ngăn cách hết, và không có một đời sống thánh thiện, minh triết.
Câu chuyện của một nhà danh họa đó đã gửi gắm lên cho chúng ta